tao nói thiệt với mày, tao rất là chát. Phải chi tao nhờ mày cái chuyện nó to tát, tao không có nói. Một cái chuyện nhỏ xíu thôi cũng không làm được, thiệt không hiểu mày là cái thể loại gì luôn. Mà bây giờ đâu còn theo dõi ai đâu mà mày đi, mày cái trùm mầm, tao thấy gớm quá, tao nói thiệt luôn á. Mày quá trang cái kiểu gì mà ninja không ra ninja. Đây mày để nguyên đai nguyên kiện vậy đó ha, là mày không cần phải làm gì, người ta cũng biết là mày đang đi theo dõi người ta rồi. Mày trùm lên làm gì vậy? Dạ tại nhục quá đó, bị bắt nên giờ trùm lại chứ. Mắc cỡ. Tao cũng mắc cỡ giùm cho mày luôn á. Chẳng thà mày bị police bắt mày vì cái tội mà mày gây rối nơi công cộng, mày la lối hoặc mày sexy nơi công cộng, hay là thậm chí mày tiểu nơi công cộng, tao không có thấy nhục. Còn đằng này á, trời đất ơi, tại sao mà mày đi mày sàm sỡ, mày đê hèn tới cái mức mà mày đi mày sàm sỡ một người đàn ông? Thường là đàn ông người ta sàm sỡ phụ nữ, tại sao có cái dòng mà phụ nữ đi sàm sỡ đàn ông vậy? Hên cho mày á, là mày sàm sỡ đúng thằng cha bao sờ mối. Cô bao sờ mối là ai cô? Trời ơi, nó ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, nó không có một cái tiếng Mỹ bẻ đôi là sao trời. Bao sờ là mấy ông nội mà đứng cầm cái bảng hiệu vậy nè. Đó, cứ vậy nè mà mặt đơ như cây cơ, mặt đơ như cái mặt đường vậy đó, y như cái mặt mày á. Cô nói tiếng Anh vậy ai mà hiểu, cái đó là tại vì cô nói dở chứ đâu phải là con không biết đâu. Thôi mày nín đi. Tao nói thiệt với mày, tao quá nhục á, tao nói thiệt á, mày á hả, mà mày không phải cái ông bao sờ mối đó là coi như mày bị người ta su cho mày thúi đầu mày rồi chứ ở đó mà nói. Cô á nha, tự nhiên cái con ăn đằng sống cô nói ăn gió vậy hả? Cô biết con làm những cái chuyện này, con hy sinh tất cả là vì ai? Là vì cô, con trung thành với cô một của con. Mà bây giờ cô quay lại cô cắn con như vậy, cô coi cô sống gì cô coi được không? Con xin lỗi cô, con giận cô rồi. Dở hả? Con đứng đây nè, cô tự cô đi bộ về đi, con tự lái xe con về. Thôi được rồi, tôi giận quá tôi mất khôn. Chứ tôi biết tôi nói ra là tôi chật rồi đó. Tôi xin lỗi được chưa? Lần sau á, làm ơn đi, làm cái gì phải suy nghĩ cho cạn kiệt. Rồi á, phải tập trung, phải chú ý chút xíu. Cái mặt mày lúc nào cũng vậy á, làm như não nó không ở trong đầu mày hay sao á. Tao nói mày nghe nè, mày làm ơn đi, mai mốt đây á, một khi mà tao góp ý với mày á, là mày phải có cái phản ứng để tao biết là mày có nghe được hay không, mày có đồng ý hay mày không đồng ý. Chứ cái mặt mày lúc nào cũng như cái mặt đường vậy nè. Trời đất ơi. Đó, rồi bây giờ coi như mày không nghe đúng không? Mày không nghe tao nói gì đúng không? Được rồi, nếu vậy sao đi shopping sắm đồ trời. Vụ đi shopping con khoái. Trời ơi cô ơi, shopping cho con khai bộ đồ này cho sáng giờ con mặc nguyên quấn gây mền này đi. Con mắc thôi. Cỡ cũng chết luôn. Thôi, xe bà để đâu đó mệt. Xe đâu? Xe con hả? Ừ. Đó, xe con kìa. Cô. Gì ạ? Ồ, này sao tóc dài dữ thần vậy trời, như gái 18 vậy đó. Tướng còn bưng à, cái mặt căng, thấy thương gì đau luôn vậy đó. Sao xin ứng tiền phải không? Bậy nè, làm gì có. Không có. Trời, tôi rành cô quá mà cô vô cô rờ rờ, cô mó mó là ăn hồi cái chữ tiền kèm theo đó. Không có, làm gì có chữ tiền kèm theo đây. Nó hiện lên cái mặt của mày kìa. Cái chữ tiền nằm ngay trán á. Trời ơi, làm gì có. Không có luôn hả? Dạ. Cái chữ thèm nó kế bên chữ tiền luôn á. Cô nói gì là cô nói sai rồi. Ai mà thèm tiền? Con á là chỉ có kẹt tiền thôi à. Mày kẹt tiền mày mới thèm tiền. Sao đi mua sắm hoài vậy? Trời ơi, tiết kiệm đi. Thì giờ không chồng thì giờ biết thú vui nào ngoài mua sắm. Cô, bắp tay này sao tự nhiên nó gọn quá à? Cho ứng gọn là tại vì nhờ em mặc áo tay dài đó chị. Cái gì hả? Trời đất ơi, bớt sống ảo đi, dẹp mộng đi, cuối tháng lãnh lương luôn. Cái luật ở đây nó rõ ràng rồi. Ủa, người nhà cũng không du di nữa hả? Người nhà càng phải làm gương để cho chị em bạn thợ noi theo. Bây giờ ứng cho cô, rồi toàn bộ chị em bạn thợ ứng lương nữa, lấy gì tôi xài. Hôm nay chỉ được cái mặt gọn thôi, chứ cái phọt vẫn y vậy đó nha. Cô ơi cô. Ai vậy? Con nè. Con là thằng Tèo. Con của má Bảy hồi xưa mà làm bên mình nè. Rồi sau đó phải về giữa chừng để lo việc học cho con đó. Con Tèo nè. Trời đất ơi, thằng Tèo con bà Bảy á hả? Dạ con nè. Wow, hồi xưa con có chút ép gì nè.
sao giờ lớn dữ vậy? Dạ, lúa trồng phải nảy mầm, con cũng phải lớn chứ. Trời ơi, tao quên mất. Trời cô, con biết sao không? Sao? Dạ, con đã phải lặn lội, con bôn ba, con tìm kiếm khắp nơi để tìm gặp được cô đó. Trời vậy hả, tội nghiệp con quá à. Dạ. Cái chuỗi pinnail của cô nó nổi tiếng khắp Cali này mà. Ủa, thương quá vậy. Con mừng quá. Rồi má con sao? Má con đâu rồi? Má con chết rồi. Cô biết không, trước khi má con mất á, má con đã cho con địa chỉ với lại kèm thêm một bức tâm thư, nói con là nhất định phải gửi lại cho cô. Thôi đừng buồn nữa con yên tâm đi. Bây giờ á, cứ ở lại đây làm trong tiệm nail của cô một thời gian nha. Không có gì hết á. Thật ra ai cũng vậy, khi mới qua đây thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ cuộc sống cho tới nói chung con phải hòa nhập, con hiểu không? Thì thôi, thời gian đầu nè, cô sẽ ứng tiền cho con để con trang trải, hiểu không? Cứ yên tâm, còn có cô mà. Cảm ơn con. Vậy mà cô nói người nhà thì phải làm gương. Con quá thất vọng về cô luôn à. Em chào chị. Chị, để đó em làm cho, ra ngoài nghỉ ngơi đi. Không ngại đúng không? Chị cảm ơn em nha. Có gì đâu. Cưng. Dạ. Cho chị xin cái ID hay cái driver license của cưng á. Cái ID? Yes. À, cái ID của Facebook á hả? Em có, xíu nữa em add chị cho. Không có phải, ID là nó giống như một cái thẻ mà giống như là chứng minh nhân dân ở Việt Nam á, hiểu không? À, cái thẻ của mình hả? À. Ờ, giống như cái thẻ căn cước vậy đó. À, có, để em đưa. Để em đưa cho, đây nè. Đâu? Thôi chết, em để quên bóp ở nhà, để bữa sau em đưa cho nha. Cũng được. Dạ. Yeah. Trời ơi, quên cái bóp ở nhà mà tao nói độn trong mông cái bóp dài cui như vậy nè. Ủa, em có mang theo nó hả? Trời, để sao để phía sau mà em không có biết luôn. Rối đó. Vậy là cái phần này nó hơi bị vô cảm xúc đó, để mà không có hay á. Dạ, để giờ em lấy em đưa cho chị nha. Ok. Có đây nè, không có người ta phạt mình chết đúng không? Đúng rồi, phải làm đi chứ, còn nạp hồ sơ vô chứ không người ta tưởng làm lậu, tôi phạt tiệm chết luôn á. Dạ. Sao vậy? Chết cha, sao chị mắc quá mắc ơi. Cái bụng nó có trục trặc, phải đi bảo trì gấp. Mắc là đi liền đi. Đừng không, có đứng đây. Giấy tờ quan trọng phải. Không. Đứng ô nhiễm lắm. Đi. Dạ, em đưa đi trước kéo dịp. Đi. Chưa cần đâu. Không kịp là bị phạt. Không. Đi. Giải quyết cái vụ này liền đi. Dạ. Chứ đứng đây mà xà ra cái chắc chết luôn. Vậy em đi nha, chút nữa đưa. Sao cưng, khỏe chưa? Ủa chị. Chị đây. Chị ngồi đợi em nãy giờ hả? Nhẹ nhàng chưa? Đây để em đợi chị xuống. Cảm ơn em. Dạ. Nè, cái ID hay cái driver license hay cái thẻ xanh gì cũng được đâu rồi. Trời ơi, sao chị nhắc tới cái thẻ xanh cái em bị đau bụng vậy trời. Đúng hả? Cái bụng em lại nó có vấn đề nữa, cần phải bảo trì tiếp tục nữa nè. Kỳ vậy ta? Dạ. Nói tới thẻ xanh cái mặt nó xanh chành vậy đó hả? Đó. Kỳ vậy? Nè. Hả? Có mưu gì phải không? Tính vô đây phá hoại gì phải không? Nên nói tới cái thẻ xanh hay cái ID là đôi chối phải không? Trốn tránh nhiệm vụ phải không? Mưu đồ gì đây? Nói liền cho tôi biết nha. Cái gì vậy chị? Có cái thẻ thôi mà, từ từ người ta đưa. Làm gì làm quá vậy chị? Thì cũng phải làm quá chứ, cũng phải lấy giấy tờ để approve vô chứ mắc công tiệm tôi bị phạt sao trời. Trời, sao chị mắc cười, tiệm là của cô, của em ha, người trong nhà của em mà. Mắc mới đưa cho chị. Trời đất ơi, cái gì mà ồn ào quá vậy trời. Sao cái tiệm mà lúc nào về tôi cũng thấy ồn ào hết. Ra đây nói nghe nè. Bây giờ em nó
nó quên thì cho nó về nhà nó lấy. Chứ có cái gì đó mà sùm vậy. Dạ. Con đi về nhà đi, con về nhà con ấy đi. Dạ. Nhanh đi. Thôi, khoan về. Để giải quyết cái vụ Ủa? Này xong đó đã. Cái gì vậy cô? Điện thoại Việt Nam. Từ từ chờ cô một chút nha. Dạ. Alo. Ừ đúng rồi, rồi một đây. Ai vậy? Ủa, chị Bảy hả? Tôi Bảy, má thằng Tèo nè. Ủa, trời bà khỏe không? Bà Bảy má thằng Tèo à. Ừ, nè má con điện thoại ở thăm nè. Trời đất ơi, thằng Tèo đang ở chỗ tôi nè. Ủa cô. Hả? Bữa hôm thằng Tèo nó kể là má thằng Tèo mất rồi mà rồi sao giờ bà gọi vậy? Ủa, không lẽ vong linh bà gọi về sao trời? Chị Thảo bắt nói giùm tôi đi. Cái thằng Tời đánh mới xin được visa là lấy trộm tiền của tôi qua bên bển ăn chơi à. Ủa, vậy nó chưa có thẻ xanh hả? Nó mới qua bên Mỹ mấy tháng, làm gì có thẻ xanh. Thấy chưa, con nghĩ rồi mà. Có cái gì đó nó sai sai. Ủa, con Tèo đâu rồi? Tèo ơi, Tèo. Cô thấy không? Cũng vì cái lòng từ bi, vì cái tính thương người của cô mà chút xíu nữa là gặp đại họa rồi đó. Hay. Cô làm sao mà cô biết được người ta lừa gạt mình? Từ đó giờ con biết cái tánh của cô rồi. Ta sống ta dễ mềm lòng thương người lắm. Trời ơi, ở đây làm sao mà mềm lòng thương người được cô? Pháp luật rất là rõ ràng, mình làm cái gì cũng phải có pháp luật. Cô mà làm một chút xíu mà lỡ ai á, mà người ta chọt lên cái thiệt á, lỡ cái tiệm mình bị phạt nặng luôn á. Chắc cô phải điện thoại cho con Happy quá. Dặn nó, ở đây á, pháp luật rõ ràng vậy đó. Mà còn bị người này người nọ lừa, trời ơi nó non nớt lắm. Rồi ở bển rồi thiệt thì nó kế bên mấy cái thằng quỷ kia nữa, thiệt tình á. Đi đâu kè kè thằng Phát hết trơn á. Alo. Ừ, con hả? Trời ơi, con biết chuyện gì mới xảy ra ở tiệm mình không? Con biết không, cái thằng Tèo mà con bà Bảy á. Con có biết là nó đi qua bên đây nó du lịch. Mà nó dám lường gạt má. Nó nói á là nó định cư bên này rồi, nó có thẻ rồi, má nó chết rồi. Trời ơi, nó vô nó làm ở tiệm mấy tháng luôn á con. Mà con biết không, nó xin má ứng 10,000. Mà không biết sao á, bữa đó ông ứng bà làm sao má ứng cho nó có mấy ngàn à, chứ không là má chết luôn rồi đó. Bởi vì con phải cẩn thận nghe chưa. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Bây giờ đụng tới luật pháp là con bó tay rồi. Cô ơi con. Theo con á thì cô phải đuổi cổ ông đó ra khỏi cửa tiệm đi. Đừng bao giờ cho nó quay lại nha cô. Nè, thằng Phát đứng kế bên con đúng không? Nghe cái giọng quá là thân thương triều mến vậy đó à. Trong đầu tôi vừa mới nghĩ là coi chừng thằng đó nó lường gạt, nó ý chang cái bản mặt nó có mặt ở đây vậy. Nói nghe nè Phát, con mở speaker lớn lên nghe. Phát ơi, cái chuyện tiệm của tôi biết cần phải làm như thế nào, ok? Bây giờ chỉ cần một điều duy nhất thôi. Con đừng có về con chọt lại cho má con, ok? Vậy là cô vui vẻ rồi. Tình hình của mẹ em có vẻ nghiêm trọng quá. Mướn mấy thợ neo không có bằng á, sở lao động mà điều tra ra thì em biết sẽ như thế nào mà. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng... Con đừng thác cái đi. Mệt thôi. Ủa, mợ. Gì? Có chuyện gì mặt mợ đơ ra buồn thiêu vậy? Không có gì hết. Mợ, vậy? Chắc chắn là mợ có chuyện luôn. Con là cái đứa mà trợ lý thân tín nhất của mợ, thì con rành mợ lắm. Tao mà không nói là tao ngứa miệng lắm á. Thôi được rồi. Tao kể con nghe nha. À. Kể. Chuyện là như vậy nè. Mợ nghe nói á, bên Phiên Neo toàn là mướn thợ không có bằng không ạ. Hả? Thiệt cái mợ? Ừ. Mà cái bà một này bà ham rẻ làm chi? Người ta tố là bà chết à. Thời cơ của mình đến rồi nha mợ. Cái gì? Thời cơ làm sao? Ôi trời, bây giờ chỉ cần mình tố họ lên sở lao động. Sở lao động đến á, dẹp tiệm của họ, họ sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Ồ, mà thôi, không được đâu con. Thất đức lắm. Mình nghĩ cách khác đi. Nói nào ngay, bà qua đây bôn ba cũng để kiếm tiền thôi mà. Du di được thì du di. À, con không ngờ mợ của con á khẩu Phật mà tâm cũng Phật nữa à.
thôi. Lỡ lần này rồi thôi, lần sau á rút kinh nghiệm, đừng có như vậy nữa. Mình là thanh niên mà con, còn tuổi trẻ đường còn dài lắm, mà cứ chơi cái chiêu này hoài sao tiến lên, đúng không? Con xin lỗi cô, con hứa lần này cũng là lần cuối của con luôn rồi. Tại vì từ nhỏ đó con có đam mê được qua bên này sinh sống, được học tập, được làm việc, được tìm tòi kinh nghiệm. Trời đất ơi, mày đi mày làm neo cho người ta, mày vũa móng thôi mà tìm tòi mày học hỏi cái gì? Học hỏi là phải đi học. Dạ không, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm làm neo. Thì chẳng thà nói liền đi, mặt mày bi thương rồi mày nói cái chuyện gì đâu. Dạ con vợ con muốn quá cho nên con mới nghĩ ra cái kế là con nói là mẹ con mất, con mới mạo muội con làm như vậy. Con cái đó không phải là mạo muội nghe, cái đó là giống như con là cái con người thợ săn á, mà con đi bắn chim á, con hiểu không? Con bắn một phát một trúng hai con luôn. Ủa, con nói bây con giờ... mình mẹ con mất rồi ai mất nữa? Ủa trời, đây nha mẹ con đang sống sờ sờ. Yeah. Con kêu mẹ con mất là con bất hiếu. Yeah. Còn con nói như vậy con nhảy vô bên cô con làm lậu kiểu này đó. Yeah. Là con giết cô, con nghĩa là con bất nhân, con hiểu không? Con giết một cặp của hai bà mẹ đau thương đó, con hiểu không? Làm cho chút xíu mà bất hiếu bất nhân, làm nữa là bất nghĩa, là con dục con luôn rồi. Thì đó. Trời ơi thiệt tình. Con xin lỗi cô, cái ơn này con khắc cốt ghi tâm trong lòng. Thôi khỏi đi, khỏi. Khi nào có cái dịp nào con. Thôi khỏi nhớ khỏi trả luôn, không cần. Tao nói không cần. Trời đất ơi, cô mong gì mày nhớ ơn? Má mày sống sờ sờ mà tù bà chết mà tao là cái gì của mày? Mày bước ra khỏi tiệm mày hô tao chết liền giờ là tao cũng chết luôn á. Thiệt thôi. Con không trả khó chịu lắm, con trả đi. Mày trả sao? Cho con làm, tại con còn nợ mà. Con nợ tiền của cô, con làm ở đây con trả nợ cho. Bỏ luôn, yeah. Cho luôn, giống như tiền ghiếp vậy đó. Ghiếp luôn, vậy đó con hiểu không? Con biết không, cái chuyện đó mà con mang ơn cô ha, con đền ơn đáp nghĩa cho cô bằng cách là bây giờ con đi ngay khỏi cái tiệm này. Chứ con biết nè, cô bị nhắn tin rồi hâm rồi nha. Có đứa là muốn chọt cô lên sở lao động rồi đó nha. Cho nên giờ con đi liền giùm cô đi, chứ để người ta tới là mệt luôn á. Cô ơi. Rồi tới rồi. Cái gì tới rồi? Cái gì tới rồi hả? Tới rồi cô ơi, giờ con làm sao? Con chồng trốn dưới này nha. Ủa, trốn chi vậy? Trời, thì đó, mày mới nói sở lao động ta tới hả? Dạ không có, sở lao động chưa tới, con tới. Mày tới làm gì? Dạ con tới tiễn dông này đi, chứ không thôi là sở lao động tới là mình chết thiệt luôn đó. Con mua vé cho nó chưa? Không, tự nhiên mua chi cho tốn tiền cô. Mình đưa nó ra khỏi tiệm, xong mình nhờ taxi đưa nó thẳng ra ngoài sân bay đó, rồi nó tự nó mua vé nó về. Chứ không hả, mày mà không về hả, tao chọn sở di chú nha. Sở di chú đến hốt về một cái là vĩnh viễn khỏi qua Mỹ luôn à. Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cái ơn này em xin khắc cốt ghi tâm. Em có dịp em sẽ trả lại cho chị nha. Biết khỏi mang ơn đi nè, ta tới nữa đó. Đi ra coi. Thôi nè, đi liền đi. Trời ơi, tôi đó, cô cũng cô không à. Cô làm cái lòng từ bi của cô đó nó lây qua con sao á. Làm con rối hết trơn à. Mém nữa là thay đổi. Đi. Dạ, cảm ơn chị. Cô ơi, giờ con bận về rồi, cái dịp rảnh rồi con trả ơn cho cô nha. Đã nói thôi mà, cứ trả ơn hoài, mệt quá. Không, đi con phải... Con đi liền đi chứ để người ta tới. Dạ, tới rồi. Trời ơi, mày tới là tao biết rồi. Không, quá đi. Quá à. Không phải, cái này không phải con tới, mà là kỳ này là sở lao động tới thiệt rồi. Đó thì Du là người Việt, Du cũng hiểu mà. Trời ơi, cái chuyện con cái ta gửi mình giờ mình tính sao đây? Chứ cái người mà chọt là chọt bậy đó, không phải đâu. Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo chị, hy vọng không có lần thứ hai. Cảm ơn Du nhiều. Cảm ơn. Bởi vì thiệt á, trời, tôi cảm ơn mình thiệt, đúng là làm như mình linh thiêng á, mình phù hộ sao chứ thực
thì có không nhờ chú á, chắc không có tay qua nặng khỏi được luôn á, cái pin nail của mình á. Thôi giải chờ, giải chờ giải Phật á, từ rầy đổ đi, pin nail không có cái chuyện gì tới được nữa trời ạ. Tới rồi cô ơi, tới rồi. Trời ơi, cái gì mà tới hoài vậy? Có biến đâu cô. Không biết á, ai đồn á là tiệm mình nó có nhiều tiền tiếp của nhân viên mình lấy hết luôn à. Bây giờ là nguyên cái hệ thống pin nail á, nhân viên nó đình công hết trơn à. Không biết sao luôn á cô. Ủa đâu ra, ai đồn vậy? Ai đồn? Trời ơi, ai mà ác miệng vậy trời? Quá ác luôn á. Giờ không biết sao luôn nè. Ai mà đồn ác ý vậy trời. Bây giờ cô nói thiệt cho con biết đi. Cái chuyện này là có thiệt hả? Sao con làm trong tiệm bao nhiêu năm trời mà có không hay gì hết trơn vậy? Mày bị điên hả Lâm? Mày làm với cô bao nhiêu lâu rồi? Bộ mày nghĩ con người của cô vậy luôn á hả? Thì ai biết được. Ta nói vô thường lắm cô ơi. Trời ơi, chị nói cái gì vậy chị Lâm? Dạ con cũng sorry cô, thật sự con nghe con cũng rối não của con không biết làm sao. Mà sao ai ác quá cô ơi, trời cái này là chết tiệm mình luôn á. Nhân viên mà người ta đình công là thôi rồi á, tiệm mà giải tán sớm luôn á. Đưa mắt kiến với điện thoại cô đi một chút. Ủa cô, cái chuyện này mình chưa giải quyết xong mà giờ cô đi đâu? Cô đang mệt mà. Mệt cũng phải đi. Bây giờ con ra lấy xe đi chở cô đi. Cô sẽ phải tới từng nhà, từng người một để coi là họ ra làm sao, phải giải thích cho họ chứ. Trời ơi. Đây. Chú Trí, con phải về Mỹ gấp. Ủa sao tự nhiên đòi về Mỹ gấp vậy con? Chị Lâm mới gọi điện thoại cho con, nói là tiệm mình bên bển mới bị sở lao động tới kiểm tra. Ủa sao kỳ vậy? Chú, con nghĩ là bên đó đang có chuyện gì rồi. Chắc chắn là trong tiệm mình có nội gián đó chú. Thôi, lẹ, đi tu xếp về bển đi. Ở đây để chú lo cho. Dạ. Nhanh cho con. Dạ. Ừ, đi. Trời ơi, sao mà quá trời quá đất vậy? Alo, em là Tép Mộng Mơ nè. Em báo với anh một tin đó, là sắp có biến. Dạ. Kevin hả? Chú nè. Trời đất ơi, sao chú gọi hoài cho con Lâm khùng mà không có được vậy? Tiệm pin nail sao rồi? Mày bị điên hả? Trời đất ơi, mày dẹp ngay cái ý nghĩ đó nghe chưa? Thì con cũng biết tánh cô một rồi đó. Cổ thì thương người. Cổ thấy mấy người đồng hương mà tìm kế sinh nhai là cổ cu mang hà. Cổ đâu có ngờ là cổ bị vố mà đau điếng như vậy đâu. Chết cái gì, mở miệng ra cái chết. Thôi mày cứ ở bển đi, nắm tình hình rồi gọi cho chú, nghe chưa? Trời ơi, bắt mệt. Sao hả? Bây giờ cuối cùng là chuyện gì mà nằng nặc kiếm tôi là sao vậy hả? Trời ơi, từ từ đi anh Long. Giờ kêu cà phê uống đi rồi mình tính. Thôi từ từ gì cà phê tính sao? Bây giờ tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói ha. Uống nước cái đã. Uống nước đặng có cớ mà trả tiền cho tôi chứ. Vậy đó hen. Nói trời chứ uống nước đặng mình bàn cho nó mới hay được. Rồi. Mà nè, nói nhỏ. Trời ơi, quán cà phê sang trọng, ông vô ông làm giống như chợ Thái Bình. Cái thằng tôi đã ăn to nói lớn quen rồi. Trời ơi, rồi xuống là chợ Bà Hôm rồi. Cái này là chợ Bà Hôm xa. Rồi chuyện gì nói? Bây giờ chuyện gì nói? Đây nè, hẹn anh á là có chuyện quan trọng. Để tôi kể cho anh nghe. Rồi. Chuyện nó là gì nè? Cha, cái chuyện này có một khó nha. Tôi không có biết ở bên Mỹ á là sao, tôi không biết. Chứ còn ở đây á thì chỉ còn có một cách duy nhất. Cách gì? Anh giúp cho tôi đi. Trời ơi, nói thiệt á, đây là sinh mạng của Binh Neo, liên quan đến trăm mấy thợ luôn đó anh.
giúp tôi đi rồi tôi hậu tạ cho. Vậy hen. À bây giờ vậy nè, ông làm gì làm phải cố gắng thu thập tất cả những chữ ký của nhân viên mà cái công ty gì tiệm nail. À tiệm nail vậy đó. Nail rồi. Trời ơi sao mà tôi kể ông vậy mà không nhớ gì. Dạ rồi, nó cái tập nó vậy, nó đại khái vậy nhưng mà nhiệt tình ha. Đó vậy nè, để mà xác nhận cái nhân cách của bà xã ông. Trời ơi, bà xã nào? Vậy thì bà xã nó bà xã chứ. Trời ơi ông ơi, bà xã nè, bà chủ. Bà chủ nó bà xã. Vậy hen. Đó, trời ơi sao mà vậy? Ông bắt đầu về chợ tỉnh rồi đó. Trời ơi thì tôi thì vui gì tôi nói. Thôi xin lỗi. 30 giờ mong trời. Thôi được rồi, bây giờ thôi bây giờ vậy. Tôi nói vậy hiểu chưa? Trời đất ơi. Tôi mà không hiểu thì tôi đi học lớp 3 đi. Rồi thôi giờ cà phê. Cà phê đi. Dạ cái tật tôi kỳ quá. Ông ơi ông, vậy mà cũng bày đặt mặc đồ dép. Mặc đồ sang trọng mà sao mà chợ dữ vậy ông hiểu. Thì gặp ông phải vậy chứ. Cà phê. Anh ơi, anh dùng gì? Anh. Hello anh, em có tin nóng hổi để anh cung cấp cho anh Khanh đây. Dạ. Em đảm bảo anh Khanh mà nghe tin này á là cho anh tiền shopping ở Mỹ thả ga luôn. Dạ. Ông Trí sắp bàn trò cho Kevin tới gặp mấy thợ tìm nail. Ủa, đi mất mục tiêu rồi. Không biết nãy giờ ông có nói gì thêm nói bớt trong lúc mình toilet không ta? Đứng lại. Ai vậy? Mày là thằng nào? Ai sai mày theo dõi tao? Nói. Con đi theo dõi chú hồi nào? Nãy giờ con đi toilet. Mày có cảm giác cái gì nó nhột nhột ở ngoài sau lưng mày không? Dạ thấy. Cái gì? Dao. Mày có muốn dao xuyên thịt mày không? À, chú bình tĩnh chú. À, chú ơi, mặt con lương thiện vậy mà chú nở lòng nào chú lấy dao chú xuyên thịt con vậy chú? Mày không khai hả? Dạ. Vậy là mày thích xuyên thịt phải không mày? À, chú. Nghe mày. À, dạ. Nhanh. Dạ. Mày nể lên. Mày đưa tao coi ai gọi cho mày. Ê, đứng lại. Má mớm. Sao má phải má mồm chứ. Hoặc là mồm má chứ. Sao má mớm. Không lẽ má nó mớm. Ê, trời đất ơi. Trời đất ơi, trong cái quán sang trọng vậy mà cũng có người giật đồ hả? Ủa, thằng đó nó giật đồ hả? Sao nó không sợ mình? Hay là nó biết mình cầm cái muỗng? Tức quá má mớm. Má bị mớm. Má mớm là đứa nào? One, two, three, four, five. Ủa? Ai vừa kêu five vậy? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, kêu lần thứ hai luôn kìa, Favor luôn kìa. Trời ơi, chẳng lẽ giữa Lidl Sài Gòn này mình nổi tiếng dữ gì ta? Ai biết mình vậy? 5, 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 5. Thôi, kêu một tiếng 5 được rồi. Vì đặt cái 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 làm gì mà giống như gọi hồn tôi dữ vậy? Cái gì đó bà nội? Chuột nhắt. Chị Năm. Nè, tôi qua đây rồi nha. Tên của tôi bây giờ là tên Mỹ, phải gọi là Fry chứ không có được gọi là Năm, nghe nó rất là tầm thường nha. Ok chị Five, em cho chị coi cái này nè, bảo đảm chị sẽ rất thích nè. Coi gì coi lẹ lẹ nha, xin lỗi là tôi rất là biếu rì đó nè. Trời ghê quá à, người ta gì mà cho người ta coi cái gì mà hai thằng đàn ông cởi trần đè nhau ra vật lộn ghê quá à. Hả?
Ôi trời, em lộn, cái này của em. Cái này mới là của chị. Thôi nha, không có coi nữa đâu đó. Trời ơi, coi mấy cái này tôi sợ lắm à. Coi đi. Hả? Trời ơi. Trời, bây giờ tao mới biết mày. Mày là cái thằng khốn nạn, cái thằng đê tiện, cái thằng đê hèn. Tao không ngờ mày dễ sợ dữ vậy. Mày đưa cái điện thoại đây, để tao đập nát cái điện thoại, tao đập nát cái mặt thằng này ra. Cô bà. Alo, cô Một hả? Con đã tìm ra được thủ phạm, cái thằng nội gián của tiệm mình. Đó là thằng Kevin đó cô à. Alo, Kevin hả? Sao rồi con? Trời đất ơi, mới có 2-3 người hả? Con phải thu thập nhiều người, đó nhiều chữ ký thì mới có hiệu quả được con. Rồi tao ở bên này trăm sự tao nhờ mày đó Kevin. Rồi ráng giúp chú nghe không? Ừ, cảm ơn con. Vậy là khả quan rồi. Ơi, để gọi cho chị Một cái. Chị Một. Tôi nè. Anh Trí. Trời ơi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm nghe Trí. Thôi, tự dưng tôi tưởng tượng chứ. Bây giờ mà Pinel nghĩ cái là tôi có lỗi với biết bao nhiêu con người, bao nhiêu người thợ, rồi có lỗi nhiều nhất là với anh đó. Chị Một, chị đừng có lo quá. Đi hết cầu rồi, đường sẽ thẳng. Chị đừng có để cái chuyện này mà hạ gục được chị nghe. Bên cạnh chị á còn có con Happy nè, còn có con Lâm nè. Thôi giờ tôi báo chị cái tin này nè, tin vui. Cô ơi, cô, con tìm ra được thủ phạm rồi cô ơi. Thủ phạm? Con Lâm. Con Lâm, thủ phạm hại tiệm mình. Biết, không có gì hết, anh chờ tôi chút xíu. Nó tìm ra cái thủ phạm mà hại tiệm mình đó. Ai vậy? Chú Trí. Trời, nó nói anh kìa, anh hại tôi kìa anh Trí. Cái gì? Cái con này nó ngộ nghĩnh thiệt á. Anh bình tĩnh, không có gì đâu. Anh biết con Lâm mà. Trời đất ơi, nó nói mà nó không biết trong cái não nó nói cái gì mà. Để tôi. Cái này là con nói thiệt là chú Trí. Nhưng mà tại con không có chuyển tải cho chú Trí mà tại cô chuyển tải mới vậy đó. Mày nín đi. Anh bình tĩnh thôi mà. Calm down. Ok. Nè, bây giờ tôi nói chuyện với nó xong rồi tôi phone lại cho anh liền nghe. Ok. Nè chị. Trời đất ơi, con bị cái gì vậy? Trời đất ơi, cái con Lâm này nó nghĩ sao mà nó nói tôi là thủ phạm? Trời ơi là trời, tức ghê rồi trời ạ. Cô đang nói chuyện chú Trí mà. Con có biết con nói như vậy là kinh khủng lắm không? Con có hiểu là con đang nói cái gì không? Mà con đã nói với cô rồi là con chỉ nói với cô thôi. Còn cái chuyện mà cô nói lại chú Trí là chuyện của cô, chứ con đâu có cố tình nói cho chú Trí nghe đâu. Nè, nhưng mà mày nói ổng là mày phải có bằng chứng đàng hoàng nha. Trời ơi, mày được. Sao mà không có bằng chứng được? Con nói thiệt với cô, trời ơi, cái người mà hại mình cuối cùng là cái người thân ở trong nhà mình mới ghê. Mà con nói thiệt, cô, chú Trí vô làm rồi thì cô cũng nghi tướng nhỏ xíu à, hiểm lắm. Mày nói nhiều quá à, bằng chứng đâu? Đây nè, cô mở cho cô coi nha. Đây, đó, cô coi đi, bằng chứng đó. Cô thấy dễ sợ không? Chú Trí, chú sai thằng Kevin lén lút đi gặp từng thợ neo một, tranh thủ người ta tố cáo mình là bóc lột họ, nó mới chết á. Trời, con nói thiệt, cô á, mấy người lùng lùng á, hiểm dữ lắm. Cái tướng đó là cái tướng dễ sợ mà thâm lắm cô ơi. Mà cô biết giờ cô là ai không? Cô là An Dương Dương đó, mà đang chở Mỹ Châu đó. Mà Mỹ Châu là ai cô biết không? Là chú Trí đó. Mỹ Châu mà tướng lùng xịt mà rải long ra vậy là chú đó. Hiểm quá là hiểm luôn mà. Ủa mà sao con nói gì? Cái chuyện đó sao mà cô khóc dữ vậy? Con nói chú Trí mà, con nói chú Trí hiểm mà, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà, con đâu nói gì cô đâu, sao cô khóc? Tao đâu khóc chuyện của ổng đâu, cái phọt ổng sao, tướng ổng sao thì kệ ổng, tao đâm buồn chuyện của tao mà. Ủa cô buồn chuyện gì? Trời, thôi đừng hỏi nữa.